Chào các bạn, trên tay tôi là một tờ rơi về một dòng đồ chơi. Và dòng đồ chơi này là Gashapon, một dòng đồ chơi rẻ tiền. Các bạn hiểu như thế cho đơn giản ha. Và các bạn thấy đó, đây chính là Magiret nè. Đây là đồ chơi về Mahou Sentai Magiranger. Nó là series thứ 3 các bạn nhé. Tức là cái dòng này nó sẽ chia ra thành nhiều phần. Và đây là phần thứ 3. Và phần thứ 3 này nó sẽ gồm tất cả những mẫu như thế này. Đây các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn thấy ha, tôi cho các bạn xem như thế này để các bạn đừng có thắc mắc là tại sao thiếu Sun Kaiser, tại sao thiếu Won Kaiser này nọ các kiểu ha. Là để cho các bạn thấy rằng ở series số 3 nó chỉ gồm 6 mẫu như thế này thôi. Thực ra tôi cũng không tính làm clip review về dòng sản phẩm này đâu. Chẳng qua là hồi trưa này nè, là tôi soạn đồ và tôi thấy một cái bịch này, rồi tôi mới xé bao ra này nọ các kiểu và tôi lắp ráp lại. Sau khi lắp ráp xong các mẫu á, thì tôi thấy rằng ồ, mẫu này nó cũng đẹp ta, chi tiết này nọ thể hiện đẹp quá. Cho nên thôi thì hứng lên làm clip review về cái bộ này luôn. Cho nên ngày hôm nay đây mới có clip review về bộ sản phẩm này các bạn nhé. Và bộ sản phẩm này tôi đã mua từ rất lâu rồi, cũng 2-3 năm có rồi. Cho nên tôi không nhớ được là giá tôi mua là bao nhiêu nữa các bạn. Tuy nhiên á, ở cái thời điểm niêm yết, tôi nghĩ rằng cái giá nó rất là rẻ thôi. Còn ở cái thời điểm tôi mua đó thì tôi không nhớ giá ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về 6 mẫu sản phẩm ở trong series số 3 này ha. Mẫu sản phẩm đầu tiên là Magiret. Nó cũng xem như dòng HG vậy đó các bạn. Tuy nhiên thì HG nó sẽ không có khớp nhé. Còn mẫu sản phẩm này nó vẫn là một khối, nhưng nó có một vài khớp để chúng ta có thể thay đổi tư thế của nó. Chẳng hạn như là ở đây nè, nó sẽ có thể xoay tay ra vào và có khớp kiểu tay nữa. Đó các bạn thấy không? Đưa lên xuống được. Và đây cũng thế. Nói chung là nó sẽ có thể cử động được trong cái khả năng có thể của dòng này. Và chi tiết các bạn thấy sơn cũng đủ đầy, cũng đẹp ha. Thì đối với cái dòng sản phẩm rẻ tiền, nó sơn như thế này thì chúng ta thấy được rằng cũng rất là ổn áp rồi, không có bị thiếu sơn. Còn cái phần kiếm của nó nè, thì nó là nhựa mềm mà các bạn. Nó nằm ở trong bịch lâu quá cho nó bị cong. Chúng ta có thể ngâm nước ấm để cho nó thẳng lại. Và do cái tính chất của món đồ chơi này, nó sẽ rất dễ bị ngã. Bandai cho chúng ta một cái đế như thế này kẹp vào đây để giúp cho nó đứng vững hơn. Mẫu sản phẩm thứ hai là Magisai. Các bạn thấy chi tiết sơn nè, ổn áp quá ha, nhỏ xíu 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 mà nó sơn được chi tiết như thế này thì còn gì bằng nữa. Và cũng như thế, nó sẽ có khớp các bạn nhé. À đây, tay xoay nè và kiểu tay nè, nâng lên hạ xuống được nè, và tay bên đây nè, cổ tay có thể bẻ được nè, cổ có thể xoay được nè, người cũng có thể xoay được nè, và chân cũng vậy, có khớp để xoay nè. Nó sẽ có thể cử động được trong cái khả năng của nó các bạn hen. Cũng là dễ ngã cho nên sẽ có một cái đế như thế này để vào, giúp cho nó đứng vững hơn. Mẫu sản phẩm thứ 3 là Woza. Cũng rất là chi tiết ha, gồm có kiếm và khiên. Đầu cũng vậy, có thể xoay được. Tay xoay và cẳng tay có thể quay. Cổ tay cũng có thể quay. Và tay bên đây cũng như thế. Chân có thể xoay được một chút. Và một cái đế màu đen kẹp vào để giúp cho nó đứng vững hơn. Mẫu sản phẩm thứ tư là Won Kentaurus. Đây là sự hợp thể của Wonza và Barrigian. Tiếc là không có dạng con Barrigian riêng ha. Nếu mà có thì nó sẽ đẹp rất là nhiều luôn á. Chi tiết thể hiện nè, màu sắc sơ các bạn thấy cũng rất là đủ đầy ha. Và nó có khớp nữa các bạn. Đây, đây. Và cổ tay của nó cũng có thể xoay được. Tay nâng lên xuống được, nâng lên nâng xuống, xoay được. Và đầu, đầu nó thì có vẻ là không xoay được nhé. Còn cái phần thân của nó xoay được nè.
À, tôi quên nói với các bạn là khi mà chúng ta mua về nằm trong cái bịch đó, nó sẽ là gồm những phần nhỏ như thế này nè, và chúng ta sẽ ráp nó lại. Một con như thế là gồm có vài mảnh, 7 cho tới 10 mảnh, và chúng ta sẽ ráp nó lại như thế này. Mẫu sản phẩm thứ 5 là Travel Plan. Đây là một cái tay bởi 5 toa xe lửa. Và các bạn thấy cái form dáng của nó rõ ràng rằng nó sẽ đẹp hơn cái phiên bản DX rất là nhiều ha. Và bên cạnh đó các bạn nhìn những chi tiết nó sơn nè. Ở đằng trước thì rất là đủ đầy ha. Còn ở mặt sau á thì nó bị thiếu cái sọc đỏ. Những cái phần bánh xe thì nó không có sơn đen. Còn ở đằng trước thì rất là ok luôn. Tay có thể xoay nè. Xoay nè. À, chân thì có thể xoay. Đầu có thể xoay. Mẫu sản phẩm thứ 6, mẫu sản phẩm cuối cùng là Margaret gửi Maggie Dragon. Đối với mẫu sản phẩm này thì màu sắc bị thiếu, hơi bị nhiều ha. Tuy nhiên thì cái phong dáng của nó đẹp nè ha. Phong dáng dạng rồng đẹp nè. Do nó không có thể lắp ráp được mà, cho nên nó làm theo cái kiểu chuẩn rồng á. Nó sẽ ít bị thô kệch hơn. Nhưng mà màu sắc bị thiếu nhiều quá. Và mẫu sản phẩm này thì tai có thể đưa lên đưa xuống, chân có thể ngoeo ngoảy được, và đuôi có thể quay qua quay lại được như thế này. Rồi, chỉ là như vậy thôi. Và đây là tất cả 6 món sản phẩm có trong series 3 dòng Sacobon Magic Ranger các bạn hen. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng tìm thêm series 1, series 2 này nọ các kiểu. Tôi sẽ tìm hiểu xem nó có bao nhiêu phần để có thể mua cho đầy đủ và sẽ review tiếp gửi đến các bạn. Và các bạn thấy bộ sản phẩm này như thế nào? Theo tôi thì nó cũng khá là đẹp mắt ha. Nhỏ xíu, và nếu như mà giá nó rẻ đó thì chúng ta mua nó sẽ là hợp lý. Tuy nhỏ nhưng mà chi tiết sơn này nọ rất là đủ đầy, bắt mắt đẹp. Còn nếu như mà nó mắc á thì mua hơi bị uổng một chút. Còn các bạn là fan cứng thì thôi, cố gắng để mà mua vậy. Còn giá bộ sản phẩm này bao nhiêu thì tôi không nhớ, thực sự là không nhớ, mua đã quá lâu rồi, nhiều khi không có ấn tượng á. Còn những mẫu sản phẩm nào tôi cực kỳ thích, tôi ấn tượng thì giá cả của nó tôi sẽ nhớ lâu hơn. Clip đến đây là kết thúc các bạn nhé. Các bạn có ý kiến gì về bộ sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé. Bye bye.